Ngài nói rằng ngày mai là chúng ta kết thúc 3 tháng hạ ở tại thiền viện Chuyến Biên này và có thiền sinh trở về nước. Cho nên hôm nay Ngài giảng bài pháp thoại nói về cách thức thực hành chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Trước khi nói về cách thức thực hành chánh niệm khi thiền sinh trở về nhà, thì Ngài muốn nói về cái cách mà Đức Phật dạy chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày và nó quan trọng như thế nào. Ngài nói rằng thời đó thì Đức Phật thành lập tăng đoàn, ni đoàn và các vị tăng ni thời đó đều thực hành chánh niệm, cho nên có được giới, định và tuệ rất là hoàn hảo, không ai làm lỗi gì cả và mọi người đều xử sự rất là đúng đắn, nghiêm túc. Cho nên khi giảng dạy, Đức Phật chỉ giảng giáo pháp một cách rất là ngắn gọn và Ngài không có đặt ra giới luật cho tăng ni gì cả. Đó là điều xảy ra trong 20 năm đầu. Và rồi một ngày nọ, Đại Đức Xá Lợi Phất nói với Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn, đã đến lúc Ngài cần đặt ra giới luật vì có khá nhiều người tham gia gia nhập tăng đoàn và ni đoàn. Nhưng mà Đức Phật đã từ chối, nói rằng bây giờ các chư tăng vẫn còn tu tập và ít nhất là các vị đạt được thánh Tu Đà Hoàn, cho nên là giới đức khá trong sạch, do vậy cho nên là không có cần phải đặt ra giới luật gì cả. Sau 20 năm đầu thì có nhiều người gia nhập tăng đoàn hơn và có những người không biết tu tập, không biết hành thiền và ngay cả không giữ giới, cho nên họ xử sự không đúng đắn và họ có giới đức không có nghiêm túc, cho nên Phật tử phàn nàn. Và từ đó Đức Phật bắt đầu đặt ra luật rằng tỳ khưu không nên làm cái này, không nên làm cái kia, nếu làm lỗi thì cần thanh lọc tâm, cần phải thanh lọc bằng giới luật và thay đổi, vân vân. Và thiền sư nói rằng nếu chúng ta không hành thiền thì rất khó lòng giữ tâm trong sạch và không làm lỗi được. Như vậy để giữ tâm trong sạch và không làm lỗi thì chúng ta cần phải hành thiền, và đó là lý do mà Thiền viện Chuyến Biên được thành lập. Ngài nói rằng thời nay có rất là nhiều người thích thiền, không những tăng ni mà rất nhiều Phật tử nam, Phật tử nữ. Và ở nơi đây những thiền sinh nữ cũng được bảo vệ an toàn trong môi trường này. Trong khi thời Đức Phật thì chư tăng cần chọn ở núi hay là rừng gần làng tu tập để có thể đi bát. Vậy ở thiền viện này bây giờ thiền sinh có đầy đủ hết, cốc liêu an toàn, có thầy dạy, có thức ăn, và nhờ vậy thiền viện cũng như thí chủ tạo điều kiện cho thiền sinh tu tập rất là tốt. Bởi vì Ngài cũng hiểu rõ là khi mà thiền sinh bỏ rất nhiều thời gian tu tập, người này không có đi làm kiếm tiền. Và nhân cơ hội này, Ngài cũng rất là cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân với thí chủ từ rất nhiều nước đã hỗ trợ tiền của để xây dựng cốc liêu, thiền đường, nhà ăn để cung cấp, để cúng dường thức ăn vân vân cho thiền sinh có thể ở đây tu tập lâu dài. Và Ngài cũng tri ân những người làm công quả đã làm công việc để hỗ trợ cho thiền sinh. Và Ngài cũng cảm ơn những người thông dịch đến đây phụ giúp với Ngài. Và Ngài nói rằng Ngài thấy rõ rằng ngay cả thiền sinh, các thiền sinh rất là thích thiền và đến đây thật lòng tu tập. Bởi vì nếu mà ở đây 3 tháng tu tập là một công việc không có dễ dàng, và thiền sinh đã chịu khó ở đây 3 tháng tu tập rất là miệt mài, và đây là một điều rất là tuyệt vời. Ngài nói tuyệt vời đến nỗi mà nếu Ngài có đủ tiền thì Ngài cúng hết tiền vé máy bay cho quý vị. Ngài nói rằng có một số thiền sinh đã ở đây hành thiền 1 năm, có người ở đây 2 năm, 3 năm, và có thiền sinh muốn ở đây 5 năm. Và Ngài thật sự vui mừng khi gặp các loại thiền sinh có sự tinh tấn, đức tin và dũng mãnh như vậy. Thiền sư, thiền viện cũng như nhiều thí chủ khác cũng rất là muốn hỗ trợ, tạo điều kiện cho những thiền sinh thực lòng muốn tu tập, có quyết tâm dũng mãnh, tinh tấn và muốn tu tập lâu như vậy. Ngài nói rằng nếu mà chúng ta muốn rèn luyện tâm, muốn thấy giáo pháp thì chúng ta có thể ở lại đây, và Ngài rất là vui mừng, Ngài chào đón. Mặc dù trong thời gian thiền sinh ở đây thì thiền sư không có ở đây cả năm, chỉ có ở đây 4 tháng thôi,
Nhưng mà nếu thiền sinh biết cách thức tu tập, biết phương pháp tu tập thì mình có thể tự tu được rồi. Và khi hành thiền như được chỉ dẫn thì chúng ta phát triển chánh niệm, định tâm, trí tuệ, thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã nơi thân tâm mình. Và khi hiểu vô thường, khổ vô ngã như vậy thì chúng ta làm suy yếu ô nhiễm, cho nên chúng ta bớt khổ. Và đến lúc nào mà chúng ta loại trừ được ô nhiễm thì chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Vậy nếu mà thiền sinh tin vào phương pháp hành thiền này, tin vào thiền viện này, thì thiền sinh có thể lưu lại đây tu tập. Và Ngài nói rằng bản thân Ngài khi gặp gỡ các thiền sinh ở đây tu tập rất là nghiêm túc, có quyết tâm dũng mãnh, thì chính các thiền sinh làm cho Ngài có nhiều nghị lực và Ngài muốn tiếp tục hướng dẫn mọi người. Khi Ngài thấy thiền sinh dậy sớm 3 giờ rưỡi sáng và tu tập nghiêm túc cả ngày, thì Ngài cũng có cái đức tin vào giáo pháp của Đức Phật. Và Ngài nói rằng thiền sinh cần tu tập, và đến một lúc nào đó chúng ta có khả năng chia sẻ giáo pháp thì chúng ta nên đi chia sẻ giáo pháp với nhiều người. Bởi vì có những người nói là chúng ta ích kỷ, nhưng mà điều này không có đúng. Đức Phật có dạy rằng có tỳ khưu giải giáo pháp mà không có hành thiền gì cả thì loại này cũng ok. Nhưng có sư không có giải giáo pháp nhưng mà hành thiền thì loại này tốt hơn. Và có người vừa có thể giải giáo pháp mà vừa hành thiền thì loại người này đem đến rất là nhiều lợi lạc cho nhiều người. Nhưng có những người không dạy dỗ mà cũng không hành thiền thì đây là loại người vô ích. Vậy chúng ta nên dành thời gian hành thiền, và hành thiền đến một mức độ nhất định, sau đó chúng ta nên đi chia sẻ giáo pháp với nhiều người. Và sau đây là những lời khuyên của thiền sư cho những thiền sinh trở về nước. Nếu mà quý vị còn đi làm thì nên cố gắng dành 2 đến 3 giờ hành thiền mỗi ngày. Nếu quý vị không đi làm hay là quý vị về hưu thì nên dành 5 thiền hàng ngày. Và nếu có thể sắp xếp được thì quý vị nên dành thời gian đến để dự khóa thiền 10 ngày, 2 tuần hay là đến đây hành thiền 2-3 tháng. Đây là cái cách thức làm cho việc thực hành chánh niệm của mình nó vững vàng hơn và việc hành thiền của mình tiến bộ hơn. Và khi mà thiền sinh tiến bộ trong việc hành thiền của mình thì người này có thể thực hành chánh niệm trong những sinh hoạt hàng ngày như là khi ăn, khi làm việc, vân vân. Nhưng mà Ngài không muốn đề cập về việc thực hành chánh niệm trong hoạt động hàng ngày ở đây, bởi vì nếu như thiền sinh tu tập không có đạt tới một mức độ nào đó thì có giải thích thì thiền sinh cũng không có thể thực hiện được việc thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng khi mà việc hành thiền của thiền sinh trở nên tốt thì chính thiền sinh sẽ tự hiểu các cách thức thực hành chánh niệm trong hoạt động hàng ngày. Và đến đây thiền sư hy vọng là thiền sinh đến bây giờ thì thiền sinh hiểu rất là rõ phương pháp hành thiền, phương pháp thực hành chánh niệm và có thể ứng dụng được việc thực hành chánh niệm trong cả đời mình cho có nhiều lợi lạc. Và sau đây Ngài muốn giảng pháp cho các thiền sinh miếng. Nhà bồ nhà giọng chém nhà ý chí bê mê mì đi chuê đi đâu cho là mê cậu bê gió gia bà lô thô đô bê hoa chén lê ya lê đô ca vi đà ya ma e bọ mẹ có u đề mẹ mẹ tuy ya về đà va ê sa mẹ ngà la gô yuê ga đà rai ya di đô ya ni ya ku biu biu đà mẹ mẹ ba ga gô mi ba se ya miu đà ha ni ku ma song ya cô giáo na ca ai yên sa uy
chi ra mia lô dông phong dông dê đi chi bi dê mia quy ni ya ru ya ya ba di bê nga vi di ya dwi da du kho di do amya yu ro mu ja va gong lo da du da du da du amya yu ro mu ja va gong lo da du da du da du amya yu ro mu ja va gong lo da du da du da du. So let's one we share merit to all beings from our dana sila bhavana in Myanmar. Giờ vừa qua mà chúng ta nghe là phần hồi hướng phước báo với tất cả chúng sinh, phước báo về cái việc bố thí và cái việc hành thiền vân vân ở tại nơi này. Báo về cái việc bố thí